Chào mừng các bác đã trở lại với kênh của em Thảo. Hôm nay sẽ rất nhiều những cái dụng cụ mới mà em muốn đưa tới các bác nhà mình. Trong thời gian gần đây thì nhiều anh hỏi em là anh đang muốn sử dụng một cái ấm pha trà nhỏ thôi, xinh thôi. Thì hôm nay em sẽ có từ loại 300ml, 500ml và 900ml. Các bác nhà mình đang quan tâm tới mẫu nào? Có những cái bình rất chi là nhỏ và xinh như thế này. Thì với một cái bình này thì nó sẽ thay thế một cái cốc để các bác nhà mình uống trà uống cà phê đấy các bác nhà mình có thể pha một ấm trà nóng hoặc pha một ấm trà lạnh vào đây thì với cái bình này thì em sẽ mở phần bên trong cho các bác nhà mình xem nhé rất chi là đẹp đấy các bác ạ Đấy Và nó sẽ là inox 304 Dày đẹp như thế này Đây là phần lắp quai Thì con báo giá luôn từ các bác là một cái bình nhỏ xinh này Thì em đang đưa từ các bác giá chỉ có 80.000 đồng cho một bình thôi Các bác nhà mình sử dụng trong đi làm việc này Đi làm công ty, đi làm cơ quan Lúc nào các bác nhà mình có một ấm trà nóng Hoặc một ấm cà phê pha vào đây sử dụng cả ngày cho em luôn nhá 80.000 đồng cho một bình Còn về bình cao cấp hơn thì hôm nay em sẽ có bình lửa lít Bình 800 ml đây và trong cái số bình này thì có mỗi mẫu bình thì giá của nó rất chi là thấp Còn có mẫu bình thì giá của nó cao nhé Thì các bác nhà mình lựa chọn mẫu nào thì hãy theo dõi em tới tận cuối video Và các bác nhà mình đang tham khảo tới kênh của em, tới hàng nghìn sản phẩm Mỗi bác nhớ cho em xin một like nhé Nhấn chuông và nhấn ngay vào đăng ký kênh của em để xem được rất nhiều đồ Đấy và đây là một cái bình KD này Em nó có màu xanh, màu trắng Hai cái màu này thì là một cái màu hot trend luôn Màu này thì cái bình này nó sẽ không có Đấy đâu cho các bác nhá Nó sẽ không có ừ, Cốc Nó sẽ không có cốc Em sẽ mở một cái cho các bác để mình xem Đấy Thì với cái mẫu bình này đây nha các bác nhá Bên trong này sẽ có một cái màng Khi các bác thì mình pha trà nó sẽ phải nằm ở phần dưới này Ý lốc rất chi là dày và với cái bình này thì giá của nó cũng vô cùng là rẻ các bác ạ Đấy thì cái bình này em cũng báo giá luôn này Em đang đưa tới các bác với cái giá là 100 à, uh, 160 nghìn nha các bác nhá 160 nghìn Đấy sẽ có màu xanh và màu trắng Cái bình này thì nó sẽ là y lốc cao cấp Và giữ nhiệt giữ nóng giữ lạnh cho các bác Nên mình cả mùa đông Cả mùa hè luôn Các bác thích màu nào thì hãy alo trực tiếp tới cho em nhé Còn đây là cái mẫu bình cao cấp này Bình này có lắp ca Đấy em sẽ mở cái bình đấy ra tất cả những cái dòng bình này thì đã đến với nhà em thì các bác nhà mình sẽ lựa chọn được những cái dòng bình cực kỳ là xịn nhé đây là nắp của nó này còn đây là phần inox của nó này đấy với cái bình xịn các bác nhìn này, nó có sáng choang như thế này cái này thì nó là lửa lít thôi các bác nhá thì hôm giờ em đi lái xe này em cũng sử dụng ngay cái bình này dùng thích lắm các bác ạ em cho có hai viên đá nhỏ thôi nhưng mà nó mát từ sáng tới tối luôn đấy và nhất là thời điểm mùa đông này các bác nhà mình sử dụng để pha một ấm trà vào đây thì tuyệt vời cái bình này là 230.000 đồng cho một bình nhá nó dày và nó rất chi là chắc tay đấy các bác ạ đấy và cũng như hôm giờ em nói với các bác thì bình nhỏ có nhiều loại có cái nhỏ xíu nhưng còn đắt hơn là cả cái to cơ thì đây em đang đưa tới các bác cái nhỏ xíu nhưng mà đắt hơn cả cái to đây các bác này đấy về cái mẫu bình này nó như thế nào thì em sẽ mở cho các bác nhà mình xem nhá đây ạ các bác nhìn cái bình này y này Đấy Đây là y ở trong cái bình nhá Đẹp như thế này Cái này thì quá là chất luôn Và các bác nhìn đây là cái pha cà phê này Đây là cái pha cà phê Đấy và với cái bình này thì giá của nó đang là 300 Nhưng mà em sẽ giảm giá cho các bác là còn 290 Nó sẽ có một cái dây đai đeo lại để các bác này mình đeo ngang người nhá Đấy đây là mẫu bình cao cấp Thì các bác nhận được hàng này nó sẽ làm trong cái hộp như này để các bác này Đây là cái hộp của nó Đấy còn về cái bình đây cái bình uh, xịn sò của hãng KD và cái bình này thì uh, với cái nắp của nó rất chi là tiện đấy các bác nhé đây là lắp liền cái lắp liền mà các bác nhìn mình không bao giờ lo rơi ra ngoài đấy các bác nhìn này còn đây là cái phần lọc trà tất cả bình hôm nay thì em sẽ có cả loại to loại hai ba lít có hết nhé bác nào quan tâm các bác nhìn cái inox xịn này thì cái này đang là 250 trên một bình nha các bác nhé 250 em miễn phí ship Đấy và hết dòng bình nhỏ rồi và bây giờ tiếp tục tới mẫu bình to Và cũng muốn giới thiệu tới các bác một chút về kênh của em Thảo Em thì chuyên cung cấp cho các bác về hàng nghìn những cái sản phẩm Và ví dụ như bên này là trà xanh Tân Cương Trà xanh Tân Cương này là một dòng trà mà để các bác nhà mình thưởng thức trong cái mùa đông rất nhiều Và trong cái thời điểm này là thời điểm trà rất chi là ngon thế cho nên là bác nào mà thưởng thức thì các bác nhà mình thưởng thức ngay ở thời điểm này nhá rồi trong cái thời điểm này thì em cũng đang sao đang chuẩn bị đóng gói để cho các bác nhà mình làm quà biếu quà tặng đấy và ấm trà nhà em đây các bác nhìn này đấy và bình to thì các bác nhà mình đợi một chút thì em sẽ lên bình to cho các bác xem nhé đây là trà nhà em và với dòng trà này thì em mới đăng tải thì em đã được các bác ủng hộ rất nhiều có những bác khen thật sự khen hết lời luôn cảm ơn các bác đã tin yêu và đã ủng hộ tới đơn với em nhé về trà xanh này thì em đang có từ 25.000 đồng trên một lạng 25.000 đồng trên một lạng đây Bác nào muốn xem những cái bình to đùng kia một chút em sẽ lên về bình to đùng nhá. Bây giờ em lên về trà một chút. Đấy và trong mùa xuân năm nay trong dịp Tết này các bác nhà mình đang cần một ấm trà để đi biếu người thân, làm quà tặng thì em sẽ đóng gói sang trọng và lịch sự các bác nhà mình thích đóng gói một cân, lửa cân hay như thế nào thì cứ bảo em nhá. Bởi vì trà này thì đặc biệt là khi các bác nhà mình mà biếu sếp hoặc biếu bố mẹ thì, thật sự rất là tuyệt vời. Đây ạ, à, em sẽ đăng tải về dòng 25.000 đồng trên một lạng là đây. Đấy, còn đây là 30.000 đồng trên một lạng. Còn cái màu xanh đậm này là 35.000 đồng trên một lạng Đấy còn trà nhài đây ạ Trà nhài là 40.000 nhá Trà nhài thì cái này nó rất chỉ là ít Bác nào thưởng thức thì thưởng thức luôn nhé năm nó có 2 tháng thôi Đấy còn uh, trà bên ngoài này Là 50.000 đồng trên một lạng này các bác này Màu vàng chanh là cái màu chủ đạo Mà em cũng đưa tới các bác nhiều nhất đây Đấy bác nào thích đóng gói uh, Loại trà 500 này Đóng gói thành một cân này như nào bảo em để em đóng gói để cho các bác thì Mình biếu trong cái dịp Tết này nhá Đấy còn về dưới này Dưới này thì uh, đây là những loại cao cấp này Ví dụ như đây là đinh Đinh nõn nha các bác nhé Đinh nõn lại này thì 900 Và bên em đang đưa tới các bác là 800 Còn loại này là một triệu Thì em đang gửi tới các bác sẽ là 900 Nó sẽ tương đương là 90.000 đồng một gói như này Một lạng Đấy còn loại này là một triệu rưỡi nha các bác nhé một triệu rưỡi một cân Đấy nó rơi vào 150.000 đồng cho một lạng Đấy còn uh, tiếp về đằng bên này Đây là những cái dòng trà mà cao cấp hơn 2 triệu, 3 triệu 4 triệu và thậm chí là tới 7 triệu. Đấy thì các bác nhà mình muốn biếu cái loại đặc biệt này thì em sẽ đóng gói cho hết như cái này là 300 000 đồng cho một lạng nó như thế này nhá. Khi em đóng một lạng như này thì em sẽ trừ hết uh, cái khâu đóng gói cho các bác rồi. Nó chỉ còn uh, nguyên lõi bên trong là một lạng. Cái loại này là 300 một lạng này, cái loại này là 200 một lạng. Còn uh, loại này là 400 một lạng. Đấy. Còn ví dụ như các bác nhà mình uống trà đinh sen thì cái đinh sen này nó có rất nhiều loại nha các bác nhé Ví dụ như loại này em đang đóng gói cho các bác là 7 triệu một cân này Đấy còn có loại sen này Có loại sen này Đây là đinh sen nhé Cái này là 350 một lạng Nó rơi vào 300 triệu, 3 triệu rưỡi một cân đấy các bác ạ Đấy đấy là đặc sản trà bên em Thì các bác nhà mình cũng đã biết tới đơn vị em rồi Trà thì là của em nhà em sao ra Thế cho nên là các bác nhà mình sẽ mua được cái giá Tại vườn Và tại cơ sở sản xuất luôn Cho nên là giá nó rất là hợp lý Đấy còn hôm nay thì em cũng sẽ muốn thanh lý cái áo quạt điều hòa cho các bác nhé Bởi vì thời tiết miền Bắc thì các bác này mình làm bên ngoài cũng vẫn rất chưa là cần cái áo quạt điều hòa này Nhất là các bác miền Nam Thì mỗi một cái áo quạt điều hòa thì em sẽ giảm giá 200 000 đồng một chiếc nha các bác nhé Đây là bộ Japan Nhật cánh đỏ còn đây là bộ Sensi Nhật cánh đen Đấy, và áo nhà em thì đưa tới các bác là hàng áo Quảng Châu, hàng áo siêu mềm mại luôn. Đấy và áo này nhà em thì chắc chắn các bác tìm ngoài thị trường là không có đâu Nhà em các bác nhìn những cái đường may em chọn em may theo các bác những cái áo xịn như thế này mà Đây Em có 3 màu áo nha Các bác nhà mình nếu mà tham khảo tới áo quạt điều hòa thì hãy vào Zalo của em Để em gửi mẫu cho các bác nhà mình được lựa chọn Tiếp tục là tới bình to Đấy và tất cả các bác nhà mình mà đang xem kênh của em Mà đang quan tâm tới đồ gì thì nhớ cho em xin một like nhá nhấn chuông và nhấn ngay đăng ký kênh của em để xem được rất nhiều sản phẩm đây ạ à, và những mẫu bình mà nhà em bán chạy nhất đây à, thì trên này là những mẫu bình cao cấp nhé còn cái mẫu bình dưới này em cũng vẫn đang rất chi là nhiều giá của nó rẻ thôi các bác ạ một lít ba nhưng nó chỉ có 150.000 trăm năm mươi thôi một lít ba một trăm có lắp ca cốc uống hết nha các bác nhé một lít rưỡi là 180.000 tám thì các bác nhà mình mua bình giữ nhiệt phải mua đừng mua nhầm nhé bình giữ nhiệt nó có nhiều loại đó Thế cho nên là loại nào xịn em phải giới thiệu xịn luôn Lại này 180 nghìn này các bác này một lít rưỡi Đấy còn trên này thì sao Trên này là những dáng bình thể thao tuyệt đẹp luôn Và với chất lượng của nó thì các bác nhà mình có thể để đá cho em tới 70 tiếng đồng hồ Nếu mà cách đá cục 70 tiếng không tan hết luôn luôn nha các bác nhé Về cái dòng trên này Đấy còn à, em hãy cho các bác nhà mình xem Đây là một cái mẫu bình mẫu mới dáng thể thao mới nhất đây Em để riêng hẳn ra này Đây là dáng thể thao của ba loại ba màu các bác chọn màu nào đây ạ đầu tiên là ba cái bình thì nó sẽ có một lít và hai lít à một lít rưỡi và hai lít các bác nhé thì đây là một cái mẫu mà em được những cái phản hồi tích cực nhất đây thì đây là mẫu mới vừa mới ra này nó vẫn là cái dáng thể thao này có những bác mua cả chục cái bình này mua hộ cả anh em luôn đấy thì cái bình này em báo giá với các bác 2 lít thì nó đang là 350 trăm nhé còn một lít rưỡi thì nó là 330 trăm em miễn phí ship luôn về cái phần inox của nó thì phải gọi là đẳng cấp luôn các bác ạ phải gọi là đẳng cấp luôn đây là lắp của nó đây đấy nếu như các bác mà đã nhìn thấy cái inox của cái này thì em tin chắc là các bác sẽ thích bởi vì đây nó là cái loại 7 lớp giữ nhiệt cao cấp luôn 7 lớp giữ nhiệt cao cấp em sẽ cố gắng mở cho các bác nhìn mình xem đấy ok rồi nha đấy các bác nhìn đây là phần nắp của nó đây các bác nhìn cái inox xịn nhá Đấy, cái inox nó phải như này. Trong suốt không được mờ và phải nó phải dày tới hàng ly luôn. Đấy và các bác nhà mình giữ nóng cho em được 2 ngày và giữ lạnh cho em được 3 ngày luôn. Với dòng bình giữ nhiệt này hiện tại em đang nhận gửi và ship trên toàn quốc và nó là một dòng bình an toàn. Với nhà các bác nhà mình mà có cụ già, có em nhỏ thì các bác nhà mình sử dụng ngay cái bình này. Không bao giờ lo rơi vỡ và nước trào ra ngoài. Tất cả những cái dòng bình này nó đều có giá ngang. Các bác nhà mình có thể để làm được để làm ra như này không bao giờ bị đổ như các bác nhé để làm ra như thế này cho em đấy khi mà để nước nóng các bác để làm ra như vậy cái bình này là 350 trăm năm nhé hai lít đấy và tiếp tục là tới những mẫu bình trong này bình trong này thì em cũng có một cái dáng bình thể thao tuyệt đẹp có cả màu trắng có cả màu đen đây cái là một lít ba đấy cái là một lít ba là ba trăm còn về bình uh, mẫu bình mà em đưa tới các bác trong cái mùa đông năm nay cỡ to thì các bác phải sử dụng cỡ này đây là cỡ to các bác nhá các bác nhìn thấy đẹp không một cái dòng bình mà đây là hàng nhập của công ty của công nghệ USA mà em đã đưa tới các bác cả nghìn chiếc và đây mới là cái mẫu bình mấu chốt mà được các bác sử dụng nhiều nhất luôn đấy cái hai lít rưỡi này em đang có màu xanh màu bạc đấy các bác chọn mẫu nào còn đây là cái 3 lít 6 3 lít sáu thì hot chen rồi hàng này vừa mới về xong đấy, các bác nhìn này nó có phần để Lầm nhá nó sẽ làm được 3 lít 6 Nếu như trong mùa đông năm nay mà các bác đi làm về muộn Thì các bác nhà gái ở nhà đun đầy một phích nước này là về đã đủ nước để tắm rồi Còn đối với các bác nhà mình mà sử dụng để pha cháo, pha mì tôm, đi công trình Thì nó sẽ có một cái lắp ca thay như là một cái thay như là một cái bát luôn Để các bác nhà mình pha Đấy, con 3 lít 6 này em đang đưa từ các bác là 550 nghìn Giữ nhiệt 7 lớp cao cấp chế độ để ngang như này Đấy còn tất cả cái dòng bình 2 lít rưỡi này Cũng đều có chế độ đẻ ngang như vậy hết nha các bác nhé Các bác thích con nào? Thích con này phải không ạ? Có chế độ đẻ ngang Quay cho các bác nhìn mình xem 2 lít rưỡi đây để gọn nằm gọn như này Đấy và con này có màu trắng và màu xanh Thì mẫu 3 lít rưỡi này À 2 lít rưỡi nhá Em đang đưa tới các bác với cái giá là 350 350 Miễn phí ship tới tận nhà luôn Giữ nhiệt 7 lớp Không bao giờ lo nước sôi trào ra ngoài cả Đấy các bác nhà mình đựng như này để pha cháo, pha mì tôm, pha trà nhé Suốt cả một ngày dài nước vẫn nóng bỏng luôn và với cái bình này 350 là em miễn phí ship Bác nào mà muốn mua 2 lít thì nó sẽ rẻ hơn nhé Cái này là 2 lít rưỡi Đấy các bác này chuẩn xịn Và tất cả những cái dòng bình này thì em sẽ gửi và ship trên toàn quốc à, Các bác nhà mình đang quan tâm tới dụng cụ gì Cứ liên hệ trực tiếp với em qua đầu số điện thoại trên nhé Để em tư vấn và cũng như là gửi tới tận nhà các bác Cảm ơn các bác đã theo dõi video này Chào và hẹn gặp lại các bác ạ